tháng xương khăn chân từ Long An một hoa mi thô xưa về Gò Công Tiên Giang ngút ngàn như một tấm thảm lụa vàng. Thương em tôi áo đơn sơ bà ba trên lưng trâu nước da nâu mặn mà. Đời táo tần vui cười quýt cái bè nổi tiếng ngọt ngai ai ăn rồi như mai miền Tây ngô ngô cây cái miền Tây máu hay hay chớ và bao đời bao thế hệ phù sa ơi đầm tình hương quê qua Long Xuyên đến những Long Trà Vinh sông quê tôi thấm trong tim đậm tình. Xa ơi ngây ngơ bước chân tôi về không nỡ ở cung trắng đành quê miền đất ngọt an lành quê hương tôi vẫn con sông bên Cửu Long vẫn quê tôi sống bên năm bên ruộng đồng từ ngàn xưa cây lúa đã nuôi dân mình no ấm phù sa mát ngọt như dòng xứ mẹ muôn đời. Câu ca hò lơ về Tây Đô nhớ ghé sớm trăng nghe điều lắm thôn dù kẻ hát đinh nhưng tình cảm gần như mình nắng sớm về trái chín thật mau cơn mưa chiều tươi mát rụng sâu phù sa ơi bốn mùa cây trái đơm bông gái bên trái tình quê thắm nồng điều dân ca ngọt ngào mơ mộng sông quê ơi nắng mưa bao ngàn xưa tôi không quên lũy trời xanh hàng dừa về bạc liêu nghe hát cái lương sao đơn giọng cô ca mau cúi neo đôi lời gửi lại chữ tình không nỡ ở cung trắng đành quê miền đất ngọt an lành quê hương tôi vẫn con sông bên Cửu Long vẫn quê tôi sống bên năm bên ruộng đồng từ ngàn xưa cây lúa đã nuôi dân mình no ấm phù sa mát ngọt như dòng xứ mẹ muôn đời đêm trăng thanh chiếu trên sông Cần Thơ thoáng câu ca hò lơ về Tây Đô nhớ kẻ sớm trăng nghe điều lắm thôn dù kẻ hát đinh nhưng tình cảm gần như mình nắng sớm về trái chín thật mau cơn mưa chiều tới mát rụng sâu phù sa ơi bốn mùa cây trái đơm bông gái bên trái tình quê thắm nồng điều dân ca ngọt ngào mơ mộng sông quê ơi nắng mưa bao ngàn xưa tôi không quên lũy tre xanh hàng dừa về Bạc Liêu nghe hát cái lương sao đơn giọng cô ca mau cúi neo đôi lời gửi lại chú tình
chức và các nhà hảo tâm đã tài trợ cho phòng khám 10 cái máy, chỉ một cái phòng đó là 11 cái số kim cùng số gạo. Dạ. Thì về mặt bên anh em từ thiện á, thì tôi cũng hứa là sẽ sử dụng cái số hàng này đúng theo mục đích mà cô bác đã yêu cầu. Khoan gạo khoan hết chắc vô anh ơi, chú gạo khoan hết chắc để nó quay phim. Cảm ơn cũng như tất cả các nhà hảo tâm, cầu chúc an toàn sức khỏe cho quý vị, phước như Đông Hải, tuổi thọ như Cao Sơn, để rồi vẫn còn cái thời gian phục vụ cho cái nhân đạo rất nhiều nữa. Tôi chân thành cảm ơn và gửi lời hết do gia đình và cộng đồng chúng biết thành cảm ơn vị. Sau đó thì tôi cũng có nghe cô Dân nói là sẽ có một cái chương trình tiếp tục, là bây giờ nhiều người bệnh quá không đủ cho ở thì tổ sẽ làm thêm một cái nhà kế bên tạm thời để cho người bệnh nằm, thì tôi sẽ giống như cho thêm hai triệu, phụ thêm 20 triệu, hỗ trợ thêm 20 triệu để tiếp tay, thì sau đó thì còn nhiều lợi thì cô Dân sẽ lo, thì chỉ có ít lời vậy thôi chứ không có đáng kể gì. Dạ. Tôi cũng xin đại diện cho phòng khám thì cũng cảm ơn là trước đó thì cô chị Sáu và cô Phúc và tất cả quý bà con của mình là có cái là lòng hết tâm và từ lâu dài mà đem vào để giúp cho cái phòng khám. Tôi xin cầu chúc cho quý một năm mới đều thành công. Cái này không hỏi gì chứ, cái này tôi thử mình làm cá nhân, nhưng mà tại vì Phật tử ở chùa thì lên chùa thì mình nói ra cái tâm ý, với lại những cái phim mà quay về thì cũng có rất là nhiều người coi, cho nên người ta đã biết, cho nên là mình nói ra những cái cần thiết ở đây thì cũng rất là nhiều người hưởng ứng. Rồi nói chung là làm cái này cũng lâu rồi thì mình cũng không biết mình có nhân viên làm sao mà coi như mình lên tiếng thì cũng được ok. Cho nên đi ra ngoài thì giống như lúc gặp đi vậy đó, lúc gặp đi thì đi ra ngoài nói cho nó biết là cái lần này mình sẽ làm vậy, thì ai muốn giống như phát tập chung thì làm theo, thì người của trồng nhiều 10 đô, 20 đô, 100 đô, 20 đô thì theo. Cho nên là thì đó để giúp thôi, thì cũng còn nhiều chỗ khác chứ cũng chi sớt mỗi chỗ mỗi ít á. Mình đây là sẵn tiền. Bước hậu bên lưng mà. Đây là hai chục bệnh viên gửi để phụ vô cái xây dựng gạch cát để cô xây dựng thì cũng không đáng bao nhiêu. Nhưng mà ở đây làm thêm thì
thì cô có chút tiền chút tinh thần nữa thôi. Hy vọng Phật Di Thắng đã được trường tồn. Cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Mừng cho được nhiều giờ làm công quả là công quả thôi, đâu làm gì ra tiền nữa. Cũng nhờ cái công đức của chị. Công đức đúng rồi. Dạ. Công đức người ta mới nếu mình là phải cứ thầu ban đơn thì cho mình không có của mừng quá nói chuyện mừng ngày đêm hôm tới giờ đấy. Mừng quá mới nói gì vậy. Phật trưởng Phụng Khám Như Đạo xin cảm ơn kiều bào ở Na Uy đã đến đây cùng tìm về cho cô Cúc là danh là Dư Hương đã về đây để mà tài trợ về tinh thần và cá nhân và cùng một số Việt kiều ở Na Uy đã tài trợ rất là nhiều lần. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất nhiều và chúc cho tất cả kiều bào ở Na Uy một năm mới an khang thịnh vượng và sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật.
Đây là máy thắng là ve là trị về tai biến với viêm son. Gai cũng sống. Còn máy này là máy cái máy trắng này là máy công tê. Còn những bệnh nhân làm cái của em này là tai biến hệ thần kinh số 5, dùng máy laser để mà điều trị. Khi em nhập viện vô đây thì rất gặp khó khăn, mà nhưng hôm nay em đã được tay chân kia nó cũng được hoạt động được. Cái năng suất cái máy laser này để điều trị cho em. Ở Châu Phú, An Giang, hôm nay tôi chở vợ tôi lên đây khám bệnh bữa nay nữa là được 10 ngày. Thì buổi đầu vô đây khám bệnh chở vợ tôi vô đây thì thấy phòng khám này tất cả các lương y thì rất nhiệt tình khám bệnh đều đặn. Thì qua tôi cỡ 10 ngày nay thấy vợ tôi cái bệnh được tiến triển nhiều, thì cũng nhờ đây tôi cũng rất cảm ơn mấy thầy thuốc tôi đi ở phòng khám kia cô Tô này. Thì xin hết cảm ơn mọi người. Giống như anh cũng thay mặt kiều bào ở Nam Uy thì cũng cảm ơn tất cả những thầy thuốc, nếu như nói về đông y là lương y hả, thì cũng cảm ơn. Thì giống như thì con cũng ở nước ngoài thì cũng có cái nhân viên thì nhà bên chồng cũng đặt ở đây, cho nên là biết được phòng khám này cần thiết thì cũng mới đầu qua. Thì làm những cái chuyện này tôi làm rất là kỹ, không phải là nghe chỗ đó khổ hay cần là đem tới giúp, tôi phải là phải coi trước, nên là thấy thì cái chỗ này cần giúp. Giờ tôi cũng hỏi thăm rất là nhiều người bệnh thì nói là chị thì cũng được mà cũng giống như tốt, rồi coi như từ thiện cái gì cũng miễn phí hết, thì mỗi người một tay. Tiệm như mấy chú này thì chị bệnh thì mình ví dụ mình có khả năng thì mình gom góp tiền cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mà nếu không ai làm thì không ra việc, thì mỗi người đều góp một bàn tay vô. Thì chỉ nói chung thì mình chỉ có tâm thì làm những cái chuyện đó, làm những cái chị đây thì bệnh thì ngoài cái không tiền thuốc men thì uống thì đỡ, nhưng mà cái chăm sóc á thì nó cũng rất là cần thiết cho cơn bệnh. Thì nếu mà được như vậy thì cũng hy vọng là quý vị nằm ở đây thì cũng nhờ ơn trên Chúa hay là Phật thì cầu nguyện cho quý vị cũng được mau bình phục, để giống như cho mình khỏe mạnh rồi mình làm những gì thì tốt cho đời cho đạo. Dạ hay gì là Phật chị, để tôi có đôi lời là thay mặt phòng khám nhân đạo đây chân thành cảm ơn chị và chúc chị mọi người sức khỏe. Rồi bắt đầu bắt tay rồi. Nói là cho là cảm tưởng lắm với những đồng bào ở những thầy cùng, kể cả là thiếu đến cái vật chất, mà hôm nay được có đồng bào ở đâu để cứu trợ giúp đỡ cho tất cả các đồng bào ở đây, cùng học sinh thầy thay mặt cho phòng giáo đạo cảm ơn các bạn đã bây giờ coi như hồi nãy là coi như cái hồi nãy ở ngoài á cháu đại diện cháu là coi như bảo là mình về cháu đại diện cho kiều bào hải ngoại á, là coi như là cháu cho một số máy đồ để trị bệnh ở đây rồi đó. Còn cái này là của ít đồng nhiều, cái này là của hòa thượng ở cung địa chùa cung địa ở Nam Uy. Thì cái này là tại cháu về trễ, nhưng mà này cũng như coi như chuyện lớn của ít đồng nhiều quá, giờ con tặng cho mỗi người cái này của hòa thượng á là mình là nhận lộc và phải niệm Phật. Quý không? Dạ, chứ được rồi. Rồi, bây giờ là con gái. Dạ.
Phật người nào có phần á của lòng nhiều nha, cũng hòa thượng hơn nè. Ai vừa Phật nhận ấy, nhận đây cái này lộc mà, nhận đây nhận đây có hết kìa, lộc lấy em nữa đại ca, mà chịu bốn cái con cho lộc thở kéo hết em. Còn nhiều lắm rồi, cô bây giờ không hết kia hả, chị nào còn dư hết, chị nào còn dư hết cô ơi. Tỉnh thấy không? Dạ, dạ, ở trong đây này của hòa thượng nhận đọc rồi nhớ dùng học nha. Chị hỏi tự bệnh đó cho của hòa thượng ở tù quân Việt á, con đem về đọc cho bà đó, bà nhận rồi để cho bà khỏe mạnh, nhớ niệm Phật nha bà nha. Dạ, nếu là Phật thì bà niệm Phật, nếu là công giáo thì bà niệm Chúa ha. Dạ, chưa mà chị bệnh hả cô ha? Dạ, dạ. Chúc cô mạnh khỏe. Nhớ đi học nha. Dạ, chú bà tặng cho chị đó, con đem về xa lắm đó. Không có nhiều nhưng mà làm nhiều. Dạ. Rồi bạn nhớ niệm Phật cái gì ha? Dạ. Bà con cái tin đây ra nghĩa chữ gì đặt nha. Dạ, cái này của bà cho ở con ở con gì tư ở con trai mình đó. Ờ, ngày đây này trong đây đây này cô ơi. Đọc rồi gắng niệm Phật cho mau khỏe ha. Dạ, dạ 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 bên đây nè cô. Dạ. Con chào bà. Dạ, khỏe hả? Ráng mạnh khỏe, cái này lộc con đem từ nó quy về của hòa thượng ở chùa Quân Việt á. Dạ, như Phật niệm Phật cho mạnh khỏe cho bà nha. Dạ, như Phật. Dạ, khỏe ha. Bà cũng vậy nha bà. Của hòa thượng tặng cho bà, con đem về dùng hết đó. Dạ, Di Đà Phật. Dạ, Di Đà Phật cho anh một cái lọc. Dạ, 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 niệm Phật ha. Rồi, cái này hòa thượng cho á. Dạ, Di Đà Phật, bà ơi. Dạ, bà ơi, bà ơi, niệm Phật cho hòa thượng ha. Dạ. Ở đây nhớ rồi, chị đi không? Chị đi chưa đắp? Có nhà nhớ rồi. Có nhiều nha. Nhận lọc của hòa thượng đó. Lương y bên đây. Lương y rồi. Lương y rồi. Lương y rồi. Tốt quá. Người nào cũng chung nhau bước sức ha. Rồi em hỏi chị. Cả không người bệnh. Tại vì khi nhận rồi bà con rắp. Bà ơi, nhận lọc của hòa thượng cho bà. Có chưa? Chinh chinh đá cho chị đi. Chinh cho chị. Chị chú không sao. Bà bớt á hả? Ừ, đi ra bên nặng bà bớt nè. Vậy 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 cô qua đây không đi? Từ nó quy về thì hỏi quý vị đây chị có tốt không? Rồi có giống như ăn uống có phải tốn tiền không? Rồi những người lương y ở đây hay những người phục vụ đây có tốt thì có tốt với quý vị không? Thì con muốn hỏi vậy đó thì quý vị cứ nói cho bà. Dạ. Ở đây thì thật ra là cái chỗ phải nói là lý tưởng nhất. Từ khi mà tôi bị bệnh đến giờ là 20 năm rồi. Nhưng mà tôi đi nhà thương đi những nơi này nơi kia thì không có được ưu đãi gì ở đây. Cái thứ nhất là cái lương y rất là đặc thân luôn. Chăm sóc không thể là ban ngày ban đêm đau lúc nào là lương y giúp đỡ mình lúc đấy. Còn về cái ở thì tôi rất là thoải mái, ai có đồ thì đem đến, ai không có đồ thì tại đồ ở tại phòng khám nhân đạo, phòng khám nhân đạo này. Còn lại cái ăn uống á, khám nhân đạo cũng đại thọ hết. Đó là ai ăn cơm, còn những ai ăn thịt thì bà con nhân y ở Hà Nam đó cũng biết ở đây kể cả những các ông ở trong ban từ thiện. Rất là nhiệt tình với bệnh nhân,
tới thì thăm hỏi rồi rất là công việc. Chúng tôi còn bệnh của tôi thì lâu lắm rồi. Đi bệnh viện đại học y dược đó thì tôi kêu là 2021 160 triệu. Thì tôi không có tiền. Được người quen giới thiệu đến đây là tôi chữa ở đây, là bây giờ chắc cũng được khoảng chừng 60%. Thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến có bao lì xì cho bệnh nhân chúng tôi ở đây đấy. Thì xin gửi lời cảm ơn đến ông và chúc cho em cũng được bồi dồi sức khỏe. Để nhớ đến bà con ở Việt Nam chúng tôi nhiều hơn. Bà cũng muốn nói gì không? Bà khỏe không? Bà có bị tốn tiền tốn bạc gì đây không? Khi mình bệnh đó, thì cái tinh thần nó rất là quan trọng. Thì khi mình có tiền mình trả tiền cho người ta, nhưng mà người ta cứ kiểu mà cằn nhằn hay này nọ thì mình tinh thần nó cũng vui, thì mình uống được thuốc cũng vậy thôi. Thì quan trọng là ở đây mình có tâm vậy. Thì đằng trước cháu về cháu cũng có cho cái máy á, thì cháu nghe cô Vân với anh Trọng nói là cái máy đó được rất là nhiều người, thì cũng cần một số dụng cụ y tế thì bây giờ cũng hỗ trợ thêm. Thì của ít đồng nhiều cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mỗi người góp một bàn tay. Dạ, thấy chưa hả? Dạ, nhờ cô như là một thằng cầu nối để tỉnh đang ở nước ngoài. Dạ. Nhớ đến bà con là mình đang ở nước ngoài thật sự là khó khăn. Dạ. Mà bệnh nhân nhiều nữa. Dạ. Dạ. Quan trọng nhất là mình đó là đạo Phật đó, thì mình niệm Phật, mà đạo Chúa thì mình cầu nguyện Chúa. Chỉ có vậy thôi, mình phải có một cái niềm tin, cái tôn giáo để mình tin tưởng á. Dạ. Thế như là vợ. Dạ. Có cô đàn trẻ nữa. Chào anh. Dạ. À, em muốn hỏi là cũng như anh chị mình ở đây có bị tốn kém gì không? Có mấy thời gian để tôm nước cũng không đủ. Có khi trong vòng tuổi. Dạ. Con này chú này chú có bị tốn tiền tốn bạc không? Dạ. Tốn tiền. Làm được từ tiền có thì ai có, không bán không mua, uống không có cũng vẫn vậy. Thì đó này đúng phải mới mà mới đây mới làm mà không phải gì mà đỡ gì chị
Bảy Quảng. Cô Bảy Quảng nha. Cô Bảy Quảng ở Bình Sơn, huyện Hồng Đất. À, cho 500 ngàn cô Bảy Quảng, huyện Bình Sơn. Bà được nhà phước không? Phước là tại bà chưa biết. Dạ, dạ. Cho bà làm cái xe chút nữa. Ở Bình Sơn. Cho thủ quỷ đây. Còn có cái phước bệnh này, bà xin tiền bà làm con. Ừ, để hôm qua đó hai chị. À, này gỡ 1 triệu đi, 1 triệu cái bà này bà gỡ tên gì đó nhân mà chồng bà cần mua gì đó thì bà này hai chồng bà chị nữ anh Phước gỡ gỡ 1 triệu bạc nè. Tên gì cái gì tên chị nữ anh Phước đó, giúp được 1 triệu là mua gì mày đứng lên là đái đi mua trong cái mua gạo từ thiện mà gạo hay là thuốc men hay trong từ thiện nói vậy đó. Thấy mấy mua gạo bệnh cho tao biết mà lấy mua gạo mua thuốc thì có nhận thưởng và anh Phước để giúp ủng hộ cho phòng khám để làm cái quỹ mua gạo cho bà con nghèo nghèo giờ trong tập thể cho đề nghị như vậy là ra có tấm lòng tốt qua đây nữa đạo đi một giọt. Cũng ở bển là giúp cho từ thiện mình đó ra thì ở đây là các chị nhận tiền là mẹ của chị nhận là các mẹ là để nhận khoản thuốc men cho bệnh nhân nghèo rồi chị nhận là lấy được nhiều rồi còn này 2 triệu vào bữa phân đưa nè. Okay, thôi bây giờ anh em tôi thay lời ban từ thiện kính lời về kính chúc tất cả bà con nhân ái bển sức khỏe rất tốt để còn làm từ thiện nhiều hơn nữa. Giờ thôi thay lời cảm ơn. Xin thay mặt trưởng phòng khám nhân đạo cảm ơn đại đại diện của cô Sáu ở Kiều Mỹ ở Texas. Mới về cũng ủng hộ cho phòng khám ở xã Cô Tô được một số tiền để lên lớp mẹ cho ta nghe cô gì nè 2 triệu mẹ chị mẹ sẽ gửi về đó cả từ bao ở ngoài nước ngoài mình cho gặp chấm tới giờ. Chúng tôi xin thành thật thì thưa qua của quý vị thì ở đây thì kể như là cái vùng sâu vùng xa của vùng Thất Sơn Bảy Núi đa số về bà con dân tộc mà người nghèo thì rất nhiều thì xuất phát từ cái lòng nhân ái đó cho nên anh em bây giờ lập ra tất cả những cái hội từ thiện ở trong đó kể cả nuôi người nghèo rồi trại hòm nhưng mà rất tiếc là vì kinh phí nó rất thiếu thành ra cái nhu cầu thì ở đây giờ chúng tôi yêu cầu bà con giúp được tất cả các cái ở trong phòng khám này kể cả cũng như là cơm gạo rồi thuốc men kim rồi xây cấp để rồi là mở rộng ra để cùng nhau là xây lo cho bà con ở trong cái thời gian mà mình phục vụ đây là cái nhu cầu này thì nó cao lắm thực ra nếu mà bà con bên kia giúp được á thì ở đây chúng tôi rất là mang ơn rất nhiều. Chứ nếu hiện giờ ở đây thì không thể nào mà xây dựng nổi cái cơ sở mà rộng không có bà con ngoài thì nổi như thế này được. Dạ. Thành ra cái số bệnh thì cô bác đến đây cũng biết được rất nhiều lắm nhưng mà cái kinh phí rất lớn. Thành ra nếu mà bà con nghèo thì ở đây nếu mà bà con không có những người mạnh thường quân không thì không thể nào mà xây dựng nổi. Thành ra cái nhu cầu đó mình rất là cần bà con giúp. Thành ra ghi vậy kính lời về nếu bà con ở các nơi thiếu có lòng nhân ái thì giúp chúng tôi thì ở đây là tổ từ thiện rất là mang ơn bà con rất nhiều bao nhiêu lời là kính chuyển lời bà con giờ bà ấn dùm nha. Tôi là phó phòng của phòng khám nhân đạo của xã Cô Tô. Hôm nay xin thay mặt phòng khám để nói lên. Vì phòng khám này thì thành lập cũng là 5-6 năm rồi. Nhưng mà vì ở đây mạnh thường quân thì cũng ít có đóng góp. Đa số là phần nghèo. Cho nên đến phòng khám này, cái người mà đến để nằm điều trị thì bà con đa số là phần nghèo không ạ. Cho nên bây giờ là
tôi thay mặt phòng khám này để lên tiếng để yêu cầu các mạnh thường quân của Diệu Kỳ ủng hộ cái phòng khám để cho chúng tôi mà có cái đồng tiền đó để nuôi dưỡng phòng khám, để mở rộng ra để cho bà con nghèo đỡ cái cơn mà bệnh hoạn, không có tiền để mà đến các bệnh viện lớn để mà điều trị. Vậy là tôi xin yêu cầu các anh chị bà con ở nước ngoài giúp đỡ cho cái phòng khám để phòng khám một ngày chưa lên.
lúc đó nó không có bệnh nhiều. Trần gian đau đớn biết bao chúng sinh một đời đọa đày, già nua cơ hàn từ khi ra đời không hề sung sướng, vì chúng chưa thoát khỏi kiếp luân hồi vì nguồn mê lầm.
hai người hy sinh hết tâm thân xuân độ ngàn chúng sinh. Giờ đây ta nhớ với bao thiết tha dưới mình Bồ Đề, hồn đức Thích Gia thường đêm đêm về không hề nao núng, thành tâm cương quyết tìm ra anh đạo hoàn toàn ước nguyện. Đêm rồi đêm đến Đức Thích Ca say ngày mai ánh dương. Từng bừng ánh đạo vàng bao ngày đêm mong chờ, cội nguồn sống từ bi vang lừng khắp trần gian. Ta nguyện vì đạo tiến lên, ánh đạo từ nay rọi sáng. Thôi rồi hết ngày đớn đau, vì ánh đạo vàng kiếm thành công. Nam mô Đường Chủ Thập Phương Pháp, Nam mô Đường Chủ Thập Phương Tăng, Nam mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Nam mô Hương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Giải nghiệp kệ hữu tình chúng sanh túc nguyện đa chỉ sự kim sanh tạo võng la hạnh ngộ thiện duyên công đức đại quý nghi tam bảo tội tiêu ma. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiên gia gia địa gia gia lõng giang biết Phật Sa Ca bảo Phật Như Lai phóng sanh kệ tứ đại yết đế hộ hân thông tha phi cầm thủ ngũ quy sơn khứ như biết hà chạy lạc thanh xa nhược phủ nhất cá bất thất thoát sơn thần thị tướng hộ phóng đa án linh cam hồng phẳng cha án linh cam hồng phẳng cha án linh cam hồng phẳng cha. Phật ngôn tình đa tượng thiểu lưu nhậm hoàng sanh cố chi như đặng dị án tế ngu si bắt tu chánh niệm kim tăng dụ mạo lăng giới thọ tự liệt liệt hình thị lục mi thông chứng chứng bắt nhân hoàng đạo thệ bậc nhập vẫn la mạng tại đao trăm hồn phi mang quả hạnh phùng tại lục ngữ thăng nhược tử tứ sanh tai thử thăng địa kim thử chư thanh thạ nhữ linh thông đương nhất tâm quy y tam bảo quy y tam bảo dự đẳng chúng sanh cầu quy y tam bảo quy y phật quy y pháp quy y tăng quy y phật quy y pháp quy y tăng quy y phật quy y pháp quy y tăng quy y phật lượng túc tôn quy y pháp quy lục tôn quy y tăng chúng chúng tôn y quy bắt độ địa ngục quy y pháp bắt độ ngạ quỷ quy y tăng bắt độ bàn sanh quy y phật cảnh quy y pháp cảnh quy y tăng cảnh quy y tam bảo diễn ly tam đồ hộ hạo nhược nhữ đặng sở tạo ác gia vô thủ thai vô thị tham sân si cùng thân ý chí di sở sanh nhất thiết chúng sanh kim ngư đặng phật xương tử quy y tam bảo tập sam hôi dị nhữ tội chướng tiêu diệt chí huệ khai minh phát bồ đề tâm cầu sanh tây phương cực lạc thế giới liên qua quá sanh nhầm tấn hối địa hiện tiền đệ tử chúng vị thị lục tánh không chúng sanh nhất tâm niệm phật a di đà phật thân kim sanh tướng mạo quang minh vô đẳng luân hiện đạo nguyện thiện ngũ tu di ám mục trường sanh tư đại hải quan trung hoa phật vô số kiếp qua bồ tát chúng vị vô biên tư thập bát nguyện độ chúng sanh phụ phẩm làm nên thân bi nguyện nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật Phật Nam Mô A Di Đà 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 Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí 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 Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát phóng sanh công đức ngũ đăng hạnh vô biên thắng thứ bao mở hương độ nguyện pháp giới chư chúng sanh tâm nhãn vô lượng quang thần sát nguyện như thay chương trừ phiền não nguyện đắc chí huệ chân minh liệu ngộ nguyện tội chứng đắc tiêu trừ thế thế được Bồ Tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cầu phẩm liên hoa vi phụ mẫu ha ca kiếm thần độ vô sanh văn roi bồ tát vi vạn ngữ nguyện vị ngữ tâm đức khẩu cầm tư nhân thiên nhà đặng sự chúng sanh giai công thành phẩm đạo dự đặng phi tiền tung nghiệp ta hạnh tâm kim kiều hội chủ gia ngã tiên long sanh dũng du du tư nguyện vị tín hiệu phúc hà sa nam mô trường thọ dương bồ tát nam mô trường thọ dương bồ tát nam mô trường thọ dương bồ tát mở lòng ra
Tệ đó, đó, dỗ dỗ cái lòng á, dỗ dỗ cái lòng á lão. Dỗ dỗ cái lòng. Thấy cái tay dỗ dỗ anh mình. Rồi, thôi thảo xong rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ đa tha dạ đa tha di đi đâu bà thầy A Di Đà Phật. Tham ba bà thầy A Di Đà Phật. Tịnh ca lăng đế A Di Đà Phật. Tịnh ca lăng đế A Di Đà Phật. Dạ dạ na. Di Đà ca lợi ta bà ha. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ đa tha dạ đa di đà tha A Di Đà Phật. Tham ba bà thầy A Di Đà Phật. Tham ba bà thầy A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ đa tha dạ đa di đà tha A Di Đà Phật. Bà thầy A Di Đà Phật. Tham ba bà thầy A Di Đà Phật. Tịnh ca lăng đế A Di Đà Phật. Tịnh ca lăng đế A Di Đà Phật. Dạ na Di Đà ca lợi ta bà. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ đa tha dạ đa di đà tha A Di Đà Phật. Bà thầy A Di Đà Phật. Tham ba bà thầy A Di Đà Phật. Tịnh ca lăng đế A Di Đà Phật. Tịnh ca lăng đế A Di Đà Phật. Cho pháp giới hữu tình và tất cả Phật tử có tên dưới đây được thọ thượng công đức. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đoàn Thị Thị Linh, pháp danh Như Minh. Đoàn Đắng Đạt, pháp danh Như Phước. Nguyễn Tấn Đức, pháp danh Tệ Chí. Phan Chinh, pháp danh Tệ Tâm. Dì Mai, pháp danh Hoài Hoàng. Phan Thị Hiền, pháp danh Như Diệu. Nguyễn Thị Lý, Lương Tông Khanh, Nguyễn Thị Mía, pháp danh Minh Thiền, bà Xu Nga Huy, Sang Nhi, Thí Nhân, Anh Thành, Thầy Yên Vũng, cô Tệ Như,
Hùng Sa Lộ, Anh Pháo, Như Niệm, Chiến Ba, Huệ Diệu, Huệ Nhật, chị Huệ, Nguyên Túc, cô Trang, anh Minh, Liên Thạch, Tiểu Hiền, Kết Ánh, Hòa, Jenny, Phát Danh, Minh Chân, Thì Quân, Cô Bích, Thì Năm, Quân Ngọc, Hồng Đức, chị Linh, Mai, Phát Danh, Dương Phượng, chị Thanh, Phép, Phát Danh, Minh Lý, chị Hưởng, Thiếu Thái Thị Hồng, Phát Danh, Dương Sâu, Thái Thị Liên, Phát Danh, Dương Khác, Má Thị Chiếu, Nước chị Lan, chị Yến, cô Loan, chị Xuân, Mai Thu, chị Năm, cô Hương Hải, chị Thắng, Minh Nguyên, Phát Danh, Minh Nguyên, chị Tám, Đào, Phát Danh, Huệ Tơ, chị Phước, chị Phượng, Tuấn Loan, Trân Lạc, Huệ Thanh, Tuấn, Nguyễn Thành Phương, Pháp Danh Minh Ân, Lý Sơn, Phú Bảo, chị Tiết, Thanh Thư, Pháp Danh Minh Huệ, chị Hai, Pháp Danh Huệ Duyên, Tiết, Pháp Danh Như Duyên, Minh Nghiệp, Pháp Danh Trân Thiệp, Trần Văn Văn, Trần Văn Đạo, Trần Văn Văn, chị Hai, Diệu Thánh, Lương Văn Nam, Pháp Danh Như Diệp, không tơ, Úc Em, Pháp Danh Như Chí, Bích Khải, Em Bình, Thiện Mỹ, Cô Khen, Thái Thiên Danh, Như Thiện, Thái Thị Hồng, Ngọc Như Ái, Dị Nguyễn Thị Trà, Quách Chiến Thành, Ngọc Thảo Mai, Pháp Danh Như Bạch, Bùi Thị Thảo, Liên Bục, Hà Lợi, và hát là không? Pháp giới hữu tình như vô tình, và đặc biệt những người có tên dưới đây và được ăn chiêm công đức Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nguyễn Tấn Đức. Nguyễn Tấn Đức.
Thảo. Nguyễn Tấn Đức pháp danh Tệ Trí, Phan Trinh pháp danh Tệ Tâm, Diệu Mai pháp danh Huệ Hoàng, Phan Đại Hiền pháp danh Diệu Nguyên, Nguyễn Thị Lý, Lưu Công Khanh, Tiến Nam pháp danh Minh Hiền, Bà Xui Na Uy, Sang Nhi, Thí Nhân, Anh Thành cùng tất cả các Phật tử làm công quả tại Việt Nam, Thái Thị Lệ, Ngô Thị Mười pháp danh Diệu Lành, Võ Thị Yến, Dương Thanh Niên, Dương Tịnh, Trần Thị Thiên Hà, Trần Thị An, Trần Thị Viên Đoan, Trần Thị Nhàn, Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Anh Tường, Nguyễn Tấn Phát, Dương Thị Thảo, Nguyễn Thị Mai Trinh, Nguyễn Thị Anh Tân, Võ Thị Quyền Quanh, Trần Văn Quý, Trần Văn Bảo, Nguyễn Tấn Thơm, Trần Thị Tâm, Nguyễn Thị Dân, Nguyễn Tổng Nhi, tất cả đều được thanh tâm an lạc. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.
tháng 2 năm Nhâm Thìn, đặt đạt cảnh sát Ngọc Châu Nhơ, có nhân viên thân thành được phung đón quý đoàn để về đây thăm quý bà con ở vùng sâu vùng xa là cái huyện Diễn Châu, xã Diễn Châu. Bà con chúng ta là một cái vùng chẳng may hoàn cảnh bất xúc do nhiều khía cạnh, chứ không nghiêng của thành, mà do thứ nhất quý bà con chúng ta tuổi tác này không có một cái kiến thức văn hóa trình độ, biến thành không biết cái vệ sinh sức khỏe môi trường sống, đưa đẩy chúng ta vào cái thế bần cùng khó khăn này, rồi đồng thời phải mang cái bức xúc do sức khỏe chính trị đủ điều tận nguyên, cũng như có mặt hôm nay cái hoàn cảnh của chúng ta được may mắn. Quý cô chẳng hạn như cô Trâm Anh và cô Như Hương ở người Việt Nam mình hiện giờ ở rất xa, mấy ngàn cây số, dù không thấy được có nghe rằng bà con chúng ta có một cái nỗi niềm khó khăn này, ráng tìm về để mà thăm viếng chia sẻ cùng quý bà con. Và cô cũng xin giới thiệu quý vị mạnh thường quân hôm nay, thứ nhất là cô Trâm Anh cho 400 phần quà, một là một phần gạo mì ký và một thùng mì cùng cái một bao thơ. Người may mắn nhân viên đến với quý vị có cô Như Hương, tình cờ hành hương đến đây mà cũng nghe gác tiền đến đây thăm hỏi, cũng như cái dịp mai gặp quý vị tập trung về đây do cô Trâm Anh chuẩn bị phát quà. Thành ra quý vị được một cái phần tịnh tài do cô Như Hương sẽ cho quý vị mỗi một người đầu người, như thế là một cái bao thơ 100.000 cộng thêm cả cô Trâm Anh, thì cũng như quý vị được chúng thưởng và được khuyến mãi nữa, thì sở dĩ bà con chúng ta được cái niềm rất vui tốt cho quý vị, thì thực sự cô thấy không có cái gì bằng quý vị niệm Phật tha thiết mà chư thiên bách bảo cho quý vị tìm đến đây để thăm viếng quý vị mà chia sẻ cho quý vị. Cô thấy là như thế mà quý vị thấy có đúng hay không? Cô theo cái tầm mắt cô thấy chư thiên bách bảo, chứ ở thành phố chưa có cái tình xuống mà hơn nữa lắng nghe rồi tìm tòi tới đây mà gặp nhau. Thì mai sau quý vị sẽ may mắn như bao nhiêu người, chẳng hạn như trước mặt quý vị có cô Trâm Anh và cô Như Hương, thì biết đâu quý vị còn hơn nữa, hay là hoặc như vậy không còn trong cái cảnh khó khăn và tật nguyền, thì thực sự cầu Phật bảo gia hộ cho quý vị sẽ được như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cũng xin giới thiệu cô Trâm Anh có lời thăm hỏi bà con, và xin mời cô Trâm. Quý vị cô bác vui vẻ tinh tấn niệm Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Di Đà Phật. Vừa rồi chị không thấy mặt của cô Trâm Anh, con người rất nhỏ bé như một cánh én, chân trời nào bay về quê hương để thăm quý vị là tiếng nói của cô Trâm Anh. Rồi kế tiếp cô xin giới thiệu cô Như Hương cũng từ phương xa mà lắng nghe bà con chúng ta gắn tìm đến đây thăm hỏi, rồi cũng có chia sẻ một phần quà là một bao thơ sẽ cho quý vị 100.000 có lời lời để thăm hỏi quý vị. Cô xin giới thiệu Tam Môn. Tại vì là Phật, con là Phật tử Như Hương ở chùa Phương Việt ở nước Nam Uy á, nước đó rất là lạnh. Thì trước khi con về Việt Nam con thăm nhà đó thì con cũng được một cái thông tin cũng với nhiều bạn bè ở Nam Uy mà người ta cũng từng đến đây làm từ thiện giúp đỡ cho quý vị đây, thì cho con một cái thông tin nên hôm qua giờ đi tìm rất là nhiều chỗ ở đây, người ta không có người chỉ đường này người chỉ đường kia, đi buổi chiều đi buổi sáng, thì hôm nay tới đây thì con tới đây cũng có nhân viên tốt cho con á, là con được có cô Trâm Anh, cái đầu của Trâm Anh tới trước thì sư cô đây đã giúp đã điều động quý vị tới đây, thì con chỉ cũng như là của ít tầm nhiều, một con thơ thì chỉ có 100.000 nhưng mà cái này là không phải là tiền của con chỉ là người đại diện, con gom góp của tất cả của nhiều người, của Phật tử và của Tin Lành Công giáo cũng có, nhưng mà đa số là Phật tử của chùa Phương Việt, tại vì con ở luôn thì con là Phật tử chùa Phương Việt thì có chút lòng vậy thôi. Thì quý vị đây con nghĩ quý vị cũng giống như đại sư cô nói, quý vị nên gắn tịnh tâm niệm Phật. Tất cả những người hảo tâm ở nước ngoài lúc nào người ta cũng giống như là cũng hỗ trợ đằng sau lưng của quý cô quý bác, nên quý cô bác đừng có phải trong cuộc sống khổ, nhưng mà đã có ở đây quý sư cô lo cho quý vị. Và từ cái nối tiếp của sư cô thì những người hảo tâm ở nước ngoài về sẽ tìm kiếm đến để hỗ trợ cho quý vị trong cuộc sống nghèo khó, thì con xin quý vị cũng giống như là vui vẻ, mình nên tịnh tâm đừng có lo cái gì trơn á, tại vì bây giờ người hảo tâm cũng rất là nhiều. Dạ con chỉ có mấy lời thôi, như là Phật hậu thuẫn cho quý vị. Mai sau rất có nhiều bàn tay giống như cô Hương sẽ đứng cùng quý vị, thì sự việc này quý vị cảm thấy hôm nay vừa no vừa đủ. No là no cái vật chất mà đủ mà đủ cái tinh thần. Quý vị hãy yên chí, một là nghĩ đến Tam Bảo, mà nghĩ đến Tam Bảo là nghĩ cho quý vị ha, chứ không phải nghĩ cho quý Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân người ta đã hiểu ra biết thì tất nhiên người ta đến đây chia sẻ, còn quý vị mình á thì cũng còn nằm trong cái khó khăn. Bây giờ hôm nay được lời vàng tiếng ngọc của cô Hương và cô Anh thì chúng ta cùng sách tấn nhau, thấy rằng không tốn tiền tốn bạc mà được tình thương trong chị em có mặt hôm nay do hai trưởng đoàn đưa đến. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước kia muốn nhận quà thì cô cũng xin ý kiến với bà con chúng ta. Thứ nhất, có những kỹ thuật viên đến quay phim lấy hình ảnh của quý vị để mang về cho bao nhiêu người bạn bè kế cận để xem cái hình ảnh của chúng ta đang ngồi trước đạo tràng tỉnh Sáng Ngọc Châu Như.
dở nó lẩu lên nè. Những người được cái công đức giống như chị hai tuổi đây, bác tài cũng có công đức nha. Làm quá trời luôn á. Tết đó bên hai muỗng nhiều lắm rồi. Rồi bên anh ăn cơm là ăn cái gì? Nay lá nè. Bà họ Trần mà đâu có tàu đâu trời. Vậy là có ai cổ chú đi, mở ngoặc lại cô chú. Có chú. Bố không đủ đâu. Mấy anh ngồi xuống. Cả trăm lần á, trăm đứa lần á. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ba ngàn đi. Thôi ba ngàn. Rồi lại ngồi xuống. Đứa ba ngàn rồi. Rồi bây giờ sao? Rồi ra ngoan nè. Đứa nào xong anh đứng lên giùm. Anh biết có được. Rồi kêu nó đứng dậy luôn. Ra qua bên đó. Ừ. Ê, đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Đứng rồi. Không có cho mày. Cho nó rồi. Vô. Nè, cho con vô đây. Nắm lên đứa nào nắm lên là cứ đưa đúng cái đâu mà chơi. Nãy hôm kia mấy đứa mấy cái chỗ mát cho mấy nhỏ ngồi. Mau mau đi. Đứng lên đứa nào nhóm đi, đứa nào nhóm đi. Nhóm cho ra ngoài luôn nè. Con. Vô trong luôn nè. Đó đó, đúng rồi. Anh làm ghét á. Thử trong không? Thôi lão quan mày tụ lên sao mày? Mày nhỏ mà mày chen hả? Thằng nào chen bỏ mày luôn. Mày có ra sao? Mẹ chứ anh nói đúng rồi đó, hồi nãy nó chạy theo quá trời luôn. Vô trong. Thôi lão quan cái nào mà chen sao con sao ăn sao? Ngồi xuống lão quan coi. Ai ngồi trước có trước, ai ngồi sau có sau, đừng luôn làm sao có chơi tụi con. Vô trong. À, ha, nè, một đứa nè, và đi vô. Ra. Đi ra. Mày. Rồi, chồng đúng rồi, đứa nào chưa có thì ngồi. Đúng rồi, anh định làm được rồi. Vô trong nhanh lên. Ở đây là chị có chặn xếp chứ mới đổ chặn xếp. Đúng rồi. Là bóng đá vậy đó. Anh hai đứa 6,000 đi, hết tiền lẻ rồi. Bây giờ đứa nào cũng cặp. Thôi đứa mẹ nó không hạn đi. Đổi cho. Con người nè. Nè. Rồi đưa lên luôn. Nè, Dương. Nè còn hai đứa. Này có cho con. Đây. Đâu nè, đâu xa, đâu gần, đâu vô đó luôn. Đứng lên đi con. Ủa đứa nào không cặp? Nè. Nè. Buồn quá. Mày ngồi vô, mày chơi thì mày kêu. Hai anh em cái gì? Trời ơi, cho này đã quá.
Cho đã quá con. Vô. Là hai năm không? Rồi hai năm cho. Hai đến mình ơi vắng lắm. Bên. Để cho mấy người già đến. Có mấy người là nói à. Rồi bây giờ á là coi như á bây giờ tất cả những người có phiếu đây con sẽ coi như là giúp đỡ, con là người đại diện về con giúp đỡ cho mỗi người 100 ngàn, thì sau khi gì cháu này nhận phiếu xong con đưa 100 ngàn gì đi ra đó, là cái này là tại vì dạo chưa có tiền ở Na Uy á là gửi về là con người là người đại diện, dạ con gửi tiền cho thầy. Mau đây. Rồi hết rồi đó. Thảo tiền từ hôm sáng rất là cũng nhiều người nha em, chỉ là người đại diện thôi. Rồi lấy Thảo ha, chị đạo mua con ăn ha. Bình vô chổng miền. Đạo thật, thật ở cuối em chúa nha. Rồi người chắc là người lấy Thảo thôi. Ta chỉ cho mấy cô ngoài kia vô luôn đi, quay rõ hơn. Đi vô đây đi. Đứng đứng lại cho nó hết đi cái gì. Ai nhận rồi qua bên, ai chưa nhận đứng bên. Có phiếu cho vô mấy chậm. Rồi ai có phiếu cho vô. Rồi cút bán cút. Bây giờ em phát hiện xong chị đi ra luôn nha. Rồi cái này là quà của tụi con sai về em phải chị có phiếu không? Có lấy rồi. Rồi có dễ nè, đúng ra là tên rồi đó. Đâu cho vô nữa đâu. Rồi để Thảo ha. Có là gì không? Ngày 16 phiếu. Rồi. Rồi mấy cô nào có nhận rồi không có ghé vô nữa nghe. Cút xe qua nói chuyện đi, nói mọi cô đi. Mẹ cho ta một tình yêu thương, mẹ cho ta một
ngồi thành lương, con tim mẹ truyền đạt tất cả, mẹ dạy rằng yêu thương quê hương. Tình của mẹ vời vời trời cao, tâm của mẹ như vầng trăng sao, đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cứ vớt thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, con nhiếp tâm khanh chúc vạn lời. Mẹ là Phật hằng hữu, cho cuộc đời con mãi thắng. Còn những cái phiếu mà màu vàng mà có hình hoa mà nãy con phát á, thì cái đó là coi như là con coi như là vui vẻ con cho thêm. Tại vì phiếu là hết mà con thấy quý vị nghe tin quý vị lợi nhiều quá, nên là con Duy con cho thêm một chút quà, là coi như lấy hảo với con thôi. Coi như tiền này á, là coi như là của rất là nhiều người hảo tâm mà nhờ con đại diện đem về. Thì con biết trong cái địa phương mình phía ngoài cũng muốn rồi rất là nhiều người khổ, thì của ít lòng nhiều thì con đem về, thì giống như là để giúp đỡ quý vị ha. Thì thôi bây giờ trước khi con phát quà, mấy vị theo con niệm 3 tiếng A Di Đà Phật nha. Tại này của đa số là của Phật tử dù công việc mà cũng có công giáo cũng có tin lành ha. Ai có cái phiếu này thì không có phiếu vàng. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi. Vàng rồi thôi bây giờ mình bắt đầu niệm Phật nha. Cúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi rồi cái gì từ từ nhé, con phát con lấy phiếu con phát rồi đi ra thẳng luôn để cho trật tự nha. Nam mô đại từ đại bi. Và thân thương
dập tắt ngọn lửa lòng của chúng sanh. Ngài nguyện rằng độ người lòng vẫn như nhau và sẵn lòng tha thứ người cải hối tâm, luôn luôn đi khắp ta bà đưa con thoát khỏi ra ngoài đường ấm đau khổ ra ngoài vòng tử sanh. Nhưng nếu ai quay về núi hướng Nam đem hết lòng cầu nguyện ơn trên Ngài thì dù cho xiềng xích gông cùm lòng thành tâm nàng khổ trôi qua, thương chúng sanh đang chìm trong khổ đau, phép linh màu Ngài làm nên chiếc thuyền lòng từ bi Ngài cứu.